Người ta từng nói, phía sau mỗi người đàn ông vĩ đại là một người phụ nữ tuyệt vời. Câu này đặc biệt đúng với Bột Nhi Thiếp, người vợ chính thức duy nhất của Thành Cát Tư Hãn, người sáng lập đế chế Mông Cổ. Từ khi được hứa hôn vào năm 10 tuổi, cuộc đời Bột Nhi Thiếp sau này được truy phong danh hiệu Quan Hiến Hoàng hậu luôn gắn liền với những thất bại và chiến thắng, đắng cay và ngọt ngào của vị hoàng đế này. Nổi tiếng với nhiều thê thiếp và con cái ở khắp nơi, nhưng vì sao Thành Cát Tư Hãn chỉ công nhận Bột Nhi Thiếp là người vợ duy nhất yêu thương và nể trọng bà? Bột Nhi Thiếp là đại diện của Hoàng Cát Lạc, một tộc người Ca Gia. Theo ước hẹn của cha mẹ đôi bên, cô đã được đính ước từ năm 10 tuổi với Thiết Mộc Chân, tên hồi đó của Thành Cát Tư Hãn. Đến năm 16 tuổi, họ kết hôn và trở thành vợ chồng. Không có nhiều thông tin về người vợ này của Thiết Mộc Chân. Tuy nhiên, Bột Nhi Thiếp được mô tả là một cô gái xinh đẹp, thường mặc váy lụa trắng, trên tóc trang trí bằng những đồng tiền vàng lấp lánh. Cưỡi người trắng, hình ảnh của Bột Nhi Thiếp hiện lên như một nữ thần, vừa thanh tao thoát tục, vừa mạnh mẽ và quyến rũ. Cũng như phụ nữ Mông Cổ thời ấy, Bột Nhi Thiếp không chỉ biết cưỡi ngựa mà còn bắn cung tên rất điệu nghệ chẳng kém gì đàn ông. Sau khi lấy Thiết Mộc Chân không lâu, bà đã bị bộ tộc Miệt Nhi khất bắt đi trong cuộc chiến giữa các bộ tộc. Với sự giúp đỡ từ một vài người bạn, Thiết Mộc Chân đã đem quân giải cứu được vợ mình. Sau khi trở về nhà, Bột Nhi Thiếp sinh ra con trai đầu lòng là Trục Xích. Điều này dẫn đến việc có người nghi ngờ rằng Trục Xích không phải con ruột của Thành Cát Tư Hãn. Tuy nhiên, sử sách ghi lại rằng Thành Cát Tư Hãn không coi trọng điều này và không bao giờ vì chuyện đó mà lạnh nhạt với vợ hay con trai. Dù Trục Xích có phải là con ruột hay không, vẫn được ông yêu thương và truyền lại ngai vàng nếu không qua đời quá sớm. Việc trân trọng một người phụ nữ là bình thường. Giang tay đón nhận một người phụ nữ có thể đã từng thất thiết với kẻ thù và yêu thương con trai do người phụ nữ này sinh ra, dù có phải con ruột hay không, là điều hiếm có và không phải bậc quân vương nào cũng làm được. Điều này cho thấy Thành Cát Tư Hãn đánh giá cao người vợ của mình đến mức nào. Và tất nhiên, điều này không phải ngẫu nhiên. Bột Nhi Thiếp sau này được truy phong là Quan Hiến Hoàng hậu, có vai trò quan trọng trong cuộc sống của Thành Cát Tư Hãn. Đầu tiên, bà sinh cho ông 4 người con trai, điều rất quan trọng với đàn ông Mông Cổ thời Trung Cổ. Tuy nhiên, khác với các hoàng hậu Trung Hoa nổi tiếng với thủ đoạn tranh sủng và cung đấu, Bột Nhi Thiếp không quan tâm đến các thê thiếp của Thành Cát Tư Hãn. Bà hiểu rằng với một người đàn ông quyền lực và hấp dẫn như Thành Cát Tư Hãn, chuyện này là không thể tránh khỏi. Thay vào đó, bà trở thành tri kỷ, bầu bạn và hỗ trợ chồng. Đúng vậy, trong suốt cuộc đời mình, vị tướng quân này luôn xin lời khuyên của vợ. Với sự thận trọng, khôn ngoan và trí thông minh của mình, Bột Nhi Thiếp không chỉ là vợ, mẹ, mà còn là cố vấn quân sự khôn ngoan, quan trọng là tiếng nói lý trí của Thành Cát Tư Hãn. Bà luôn là ngôi sao dẫn đường, mỏ neo đậu và là bạn trung thành nhất của một trong những người quyền lực nhất thế giới lúc bấy giờ. Điều đáng nói là, Bột Nhi Thiếp luôn ủng hộ và hỗ trợ Thiết Mộc Chân trong những năm khó khăn, dù thành viên bộ tộc, bạn bè hay người thân quay lưng với ông, hay khi ông đạt chiến thắng đầu tiên, trở thành người đứng đầu đế chế Mông Cổ. Vì thế, không ai được ông đánh giá cao hơn bà. Cũng không ai quanh Thiết Mộc Chân nổi bật hơn Bột Nhi Thiếp. Bà là người phụ nữ được nể trọng nhất và có đóng góp quan trọng vào chiến thắng của vị hoàng đế này. Trong các thời khắc quan trọng, gợi ý và đề xuất của Bột Nhi Thiếp đã giúp chồng đưa ra quyết định đúng đắn. Bột Nhi Thiếp là người khuyên chồng nên tách khỏi Trác Mộc Hợp, bạn thân của Thiết Mộc Chân khi các bộ lạc Mông Cổ đang trên con đường thống nhất. Cả Trác Mộc Hợp và Thiết Mộc Chân cố gắng tận dụng tình hình để có lợi thế. Bột Nhi Thiếp nhận ra điều này và Thiết Mộc Chân nghe theo bà, bảo toàn mạng sống và hiện thực hóa giấc mơ thống nhất các bộ lạc. Bột Nhi Thiếp đóng vai trò quan trọng trong sự trưởng thành từ thanh niên Thiết Mộc Chân tới người đứng đầu đế chế Mông Cổ mạnh mẽ, Thành Cát Tư Hãn và có ảnh hưởng lớn tới sự thống nhất của đế chế Mông Cổ. Giúp chồng thống nhất đất nước, nuôi dạy 4 người con trưởng thành, cuộc đời Bột Nhi Thiếp vừa vĩ đại, vừa bi thương. Bà phải chứng kiến cái chết của chồng và con trai cả Trục Xích trong cùng một năm, 1227. 3 năm sau, bà cũng qua đời.